喂，anh về rồi. Chồng về rồi à? Ôi dồi ôi, đi làm có vất vả không? Nhớ chồng quá cơ ấy. Vậy à, đưa cặp đi bữa cặp. Mày à? Gì ấy? Hôm trước mày giới thiệu cho tao cái lọ thuốc gì mà giúp thăng hoa chuyện vợ chồng với cả thu nhỏ cái ấy là thuốc gì? À, HP100. Rồi, cảm ơn mày nhá. Thôi, đi đi không muộn. Nhanh. Không kìa gì cả.